to hơn đi. Anh Trung, anh Duy có ăn cây được không? Thì cho cây vào. Cách làm nộm đu đủ. Nộm đu đủ Lào. Lào. Cái. Ớt mì chính. Ớt mì chính. Đập. Tỏi. Tỏi nữa. Bây giờ cho tỏi. Đây là tỏi. Cà chua chanh. Cà chua. Chanh. Chanh Lào. Chanh Lào. Kia mới là chanh. Đây là chanh vắt. Đu đủ đã thái thái lát, thái nhỏ cho vào. Đây là nước mắm mắm Lào, ở Việt Nam gọi là mắm cá, mắm nêm. Trộn ra đều. Dạ đều. Đó là bảo cô ấy là về Việt Nam sẽ làm theo chị này. Là và ăn chi cái tạp mẹ ăn là và phải cắt bằng cái tạp. Đi Việt Nam bố mì nên nỉ mình mẹ mẹ mẹ. Khác. Xong chưa? Không rồi nha. Đây là đã xong một mẻ. Cay. Ở Lào là ăn cay rất nhiều. Rất nhiều ớt. Đỏ. Sau khi làm xong rồi đỏ lòm cả cái nộm. Bao nhiêu một túi này? Hả? 15.000 kíp tương đương với cả 18-19.000 đồng Việt Nam đồng cho một túi này. Túi này bé bé.